tóc ngũ đường lâu. Ngõ khuya đơn đơn có mai diễn bóng, em tóc đêm màu chưa chạm tình cầu giang đóng đinh cầu tre lắc lẻo gặp gần chớ đi. Cô nói ai? Vậy là anh chứ không phải ảnh hả? Không có ảnh nào hết á, chỉ có tôi à. Ủa sao kỳ vậy hả? Không lẽ tai tôi nghe lầm? Tôi nghe rõ ràng là tiếng của anh Vinh mà. À, ý cô muốn nói là tiếng ca chọc cô hồi nãy đó hả? Cô biết ai ca không? Thì anh Vinh ca chứ ai. Không dám Vinh đâu, tiếng của ổng mà ngon được như vậy hả? Cô biết ai không? Tiếng của tôi đó. Anh ca hả? Tôi không tin đâu, anh mà ca được vậy sao? Cô không tin phải không? Bây giờ nếu cô không tin thì tôi ca lại cho nghe nè. Ừ, ca lại đi rồi tôi mới tin. Ca nha. Nghe 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 mình ca bà con ơi. Ủa anh nói chuyện với ai vậy? Thì cái tật mà, cái tật hả, mỗi lần muốn ca là phải kêu réo bà con người nghe chút vậy ha. Bà con ơi tôi ca nghe, tôi ca bà con ơi, bắt đầu ca. Ơi người ơi, người anh yêu, nhớ thương em, anh nhớ thương rất nhiều, thầm mong đôi mình sớm ngày chung đôi. Ủa sao ngưng gì mà đã ngậu vậy ạ? Ủa sao kỳ vậy? Sao không ca tiếp? Không phải, tại mệt quá. Mệt quá cái tôi nghĩ giải lao ít phút vậy mà. Dù có phong ba hay bao biến động, anh cũng thề tuy chung không hề.
tôi còn diễn nữa đó hả? Tôi nói cái tiếng nó khác mà tôi ca là cái âm nó khác hả? Nó dễ đó, nghe tôi ca bá phát không? Ừ, hay lắm, ca rất là hay. Nhưng mà nhìn lại sau lưng mình kìa. Không được, người ca sĩ là mình ca là mình phải nhìn xuống khán giả. Chứ mình nhìn vô sân khấu rồi mình đưa cái mông không được. Mình là ca... Ủa trời ơi, trời ơi, cậu ra nào vậy? Ra đây nãy giờ lận. Trời ơi, nãy giờ đứng đây phải không? Như vậy là cậu có biết rằng cậu chơi, cậu xử quê tôi không? Quê cái gì? Anh ác với tôi chưa có nói nữa. Ở đó mà trách tôi à? À, tôi ác với cậu cái gì chứ? Anh bày ra cái chuyện bất nhân sát đức rồi bắt núp miết trong lùm làm kiên căng muốn chết luôn. Thử hỏi bộ gia sắc hay bằng ngày gan mà ngồi đó để chịu trận hoài. Đến cho anh ai biểu nghe lời anh dạy, kiến vàng nó cắn đó hả, cho bỏ tật. Thiền à, cũng do anh bình ảnh bài, chứ thật ra anh nào muốn thế. Nè 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 nè, cậu đừng có đổ thừa, rồi chúc đổ tội tình cho tôi hết. Trời ơi, hiền quá ha, làm như mình mới có 3, 4, 5, 6 tuổi. Biểu gì thì cũng phải nghe theo nè. Tôi biểu đi chết rồi cậu có đi chết không? Anh nói cái gì? Anh biểu tôi đi chết hả? Ngu làm sao chết? Tôi chết rồi tôi bỏ hiền lại cho ai? Trời ơi, thấy ghê không? Chứ chết rồi tôi bỏ hiền lại cho ai? Thế sao? Vui thì mấy người vui, tình tứ thì mấy người tình tứ. Còn có chuyện gì hả, trút đổ lên đầu tôi à? Nè, mai mốt muốn làm gì thì làm nha, chứ đừng có kêu tôi hẹn hò rồi canh trước ngó sau à ha. Thôi mà anh Bình, giỡn chút xíu mà anh gì giận dữ vậy? Thôi ráng đi, khi nào xong việc tôi sẽ thưởng cái đầu heo. Thôi đi, cái đầu heo đó tôi đợi dài cái cổ à, không biết tới năm nào tháng nào tôi mới được ăn nữa. Tôi nói thiệt nha, nếu kéo dài cái tình trạng này hoài á hả. Ủa mà sao kỳ vậy? Sao hai người tự nhiên mặt mày bí xì vậy? Bộ tôi nói cái gì không đúng hả? À, cũng phải ha, tôi nói sai à. Thôi vậy tôi không nói nữa, tôi ra ngoài tôi làm việc của tôi. Thôi tôi đi à, tôi đi ha, tôi đi ha. Ủa mà sao tôi nói tôi đi rồi sao hai người làm thinh không có một chút lời đưa tiễn gì hết trơn vậy? Thôi mà không đưa thôi tôi cũng đi à, tôi đi à ha. Tôi ở đây tôi cảm thấy tôi dư à, đi à. Hiền à, em đừng có buồn nữa. Anh Vinh à, với sự việc như vậy anh bảo em không buồn làm sao được chứ. Anh Bình nói đúng, không biết chuyện của chúng ta đến bao lâu thì mới được xong vậy. Em cứ đêm ngày ngóng trông nhưng sao vẫn thấy xa vời. Em chớ nên buồn cũng đừng quá bi quan, hãy tin đi tưởng ở nơi anh, đợi khi có cơ hội rồi anh sẽ thưa cùng má anh, cho hai chúng ta thắt chặt mối tơ hồng, cho lòng chung lòng trọn kiếp bên nhau. Dù có ước ngao cũng là mong mị, khi tỉnh ra mọi việc vẫn bình thường. Nhưng anh tin mọi việc ở trên đời đều do trời định phân. Anh nói đúng, mọi việc trên đời đều do nơi trời sắp đặt.
Nhưng chuyện của chúng ta chỉ như mưa chiều nắng sớm, thì biết đến bao lâu ta mới được bên lòng. Để nói câu nghĩa vợ tình chồng, anh là bức tranh cổ quý, còn em, em chỉ là loài quá hèn cỏ dài, đang gánh chịu tháng ngày gió bão phong ba. Không chịu nhìn mình rồi ngó lại người ta, sao không hiểu xa họ là ngà là ngọc. Thảo mộc bên đường sao sánh được với anh, em sợ tình sẽ mỏng manh như quá dài bên. Hiền à, em nay làm sao vậy? Nói toàn là những chuyện khó nghe không à. Chứ bộ không đúng sao? Thân là ở đợ mà lại đèo bồng đem lòng yêu cậu chủ. Hiền à, anh không muốn những chuyện này nó sẽ hòa lẫn vào chuyện tình cảm của hai chúng ta. Cho dù anh không muốn thì cũng là sự thật, và mọi sự thiệt thòi nó vẫn thuộc về em mà. Hiền à, em chớ nên để lòng nghĩ thấp cao sang hèn, tình yêu mình sang trong nào khác gì pha lê, không ước mơ danh vọng. Hiền ơi, anh hiểu lòng em đến vì tình yêu bằng dạ trăng trong sáng ngời như sao bắt đầu. Thì dẫu có ra sao tim này vẫn dạt vào thương nhớ. Nhất dạ thủy chung muôn thuở chẳng phai. Và vẫn thật chứ không phải vì vật chất phù du, thì em đừng ngại lòng đừng lo sợ, phong ba sẽ đến với chúng ta để chia xa tình đôi lứa. Anh hứa cùng ai không sai lời hẹn, ước dù bước chân đi ngàn nguy hiểm đang chờ. Anh Vinh, anh nói thật hả? Anh nói thật, dù ở vào trường hợp nào thì anh cũng biết chẳng đổi thay mà. Thế còn bà mẹ này hả? Chắc cũng không làm con thay đổi chứ. Má, sao má lại tới đây? Sao đây, má tới không được hay sao? Dạ, dạ thưa bà chủ. Cô im đi, chưa đến lượt cô nói đâu. Cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, bà tới, cậu ơi, bà tới. Con chạy tới đây cho. Cậu hay, ủa bà tới rồi hả? Hay quá ha, giỏi dữ ha con. Dạ bà khỏi lo. Dạ cái chuyện hay hay là giỏi gì đó là má con cho con biết từ lúc con mới lên ba. Tao cạo đầu mày bây giờ. Dạ cảm ơn bà. Dạ dạ đừng ơi, dạ đừng có cạo đầu con. Dạ đầu con thẹo không à, cạo xấu em. Mày về đi, về nhà đi một chút rồi tao về tao tính sổ với mày. Dạ thưa bà, nhưng mà còn nhân gì gì nữa, hãy đợi tao đánh rồi mới chịu về. Về dạ, chưa? Dạ dạ con về. Dạ con về liền, dạ thưa bà con về. Cậu ơi, cậu đừng buồn nữa nha cậu.
Tại phần phước tôi nó không có, nên cái đầu heo đó đó chắc tôi nuốt không có trôi quá cậu ơi. Đúng là vô tích sự mà. Đúng, đúng là nó vô tích sự. Canh chừng mà lại ngủ gục. Nhưng nếu nó không ngủ gục thì không biết đến bao lâu mà mới phát hiện ra cảnh trăng qua sông nước tự tình. Thật không thể nào ngờ chuyện xảy ra lại tác tệ thế kia. Thưa má, chuyện này con định có ngày thưa lại cho má tỏ tường. Chúng con đã thật tình và yêu nhau, xin má chấp nhận cho. Trời ơi, con nói sao hãy mau nói lại. Má có nghe làm không những lời lẽ của con. Xin má thương đừng trách ni má ơi, cho chúng ni con được kết tóc xe tơ. Nên nhìn thân phận con nhà địa chỉ mà lại điêu thứ người hèn mọn thế thì coi sao được con. Má, má đừng nặng lời với người ta như vậy mà má. Sao? Má nặng lời với nó không được à? Má, nó là cái thứ gì chứ? Con nên nhớ rằng nó chỉ là tôi tớ trong nhà thôi. Dù là tôi tớ hay thân phận thấp hèn chăng nữa, nhưng họ cũng là con người mà má. Bây giờ con trả treo với má phải không? Còn con nhỏ này nữa, mày đã dùng cách nào mà dụ dỗ được con tao hả mày? Thưa bà chủ, chúng con đến với nhau bằng lòng tự nguyện mà thôi. Cái gì? Tự nguyện à? Chứ không phải mày muốn chiếm đoạt cái gia tài của tao sao? Má, má đừng đánh giá hiền như vậy mà má. Con im đi. Má từng tuổi này rồi, má không biết hay sao? Thưa bà, con tuy là kẻ nghèo hèn khú sách, nhưng kể từ ngày cha mẹ chết đi thì con đã biết tự lực cánh sinh. Nuôi bản thân mình dù cực khổ lông đông, nhưng con vẫn biết giữ chữ tín cho bản thân. Bởi nghèo cho sạch còn sạch cho thơm, nên đạo nghĩa nhân luân con luôn để làm đầu. Má ơi, hiền yêu con thật già, không hề nghĩ chi là dành lời. Xin má xét suy cho thấu đáo cạn cùng, chớ đừng vì một phút phán đoán chuyện làm sai mà làm khổ chung nghi con. Có nỗi đau nào hơn cánh chim nhạn lạc bầy? Con không cần nói nhiều. Má đã chọn cho con một chỗ đúng với môn đăng hộ đối rồi. Sắp tới đây sẽ làm lễ cưới. Nhưng con không thể lấy ai làm vợ ngoài hiền được đâu má. Không xa cũng phải xa. Còn bằng không, má sẽ chết cho con được vừa lòng. Má, má ơi đừng mà má. Nếu còn nghĩ tới má thì phải lập tức về liền. Má ơi, nhưng con không thể. Anh Vinh, về đi anh. Có lẽ đây là số kiếp mà trời đã sẵn dành cho những kẻ như em. Hiền ơi, nhưng anh không thể xa em đâu Hiền ơi. Bây giờ có về không? Hay là con chờ má chết? Má chết đi nè. Dân dân, con về. Con về. Má, má. Về sao còn đứng đó? Đi về. Dạ con về. Hiền ơi, em cứ bình tĩnh đi, anh sẽ cố gắng thuyết phục má. Đừng buồn nghe em. Trời ơi là trời. Dạ con về nè. Anh về trước nghe em. Anh Vinh, anh Vinh. Còn mày, bộ tiếc lắm sao mà còn kêu còn réo. Bà chủ ơi, xin bà thương con đi bà chủ. Tao không rảnh để thương cho cái hạng người như mày đâu. Đúng là nuôi ông tay áo nuôi khỉ dồn nhà mà. Tao cho mày biết, kể từ ngày mai mày phải cút khỏi nhà của tao. Bà chủ,
Bà chủ ơi, bà đánh đập chửi mắng con thế nào cũng được, nhưng xin bà đừng đuổi con nghe bà chủ. Con xin bà chủ ơi. Để mày ở lại để mày dụ dỗ con tao à? Tao nói dứt khoát, kể từ ngày mai mày phải ra khỏi nhà tao. Bà chủ ơi, con lại bà. Bà đừng đuổi con, bà chủ ơi, con lại bà. Làm khổ thân em quá Hiền ơi. Anh Vinh, anh đừng đau lòng nữa. Dù sao thì em cũng đã khổ nhiều rồi, bây giờ có khổ nữa cũng không có sao đâu. Nhưng anh không cam tâm nhìn thấy em đau đớn, còn bằng không thì anh sẽ cưỡng lại gia đình để cùng em bỏ trốn thật xa. Đừng, anh Vinh, anh đừng nghĩ vội mà. Anh Vinh à, Em biết anh đang đứng trước ngã ba đường, thật có lòng để chọn. Vậy thì anh biết phải làm sao đây? Cứ phó mặc cho trời cao định đoạt. Chỉ còn lại một đêm này thì ta cứ hưởng trọn vẹn giây phút ngắn ngủi của ước mơ, phải không anh? Hiền, em, anh Vinh, đừng mà anh. Hiền ơi, em đâu rồi? Hả? Hiền đâu rồi? Hiền ơi, em đâu rồi? Ủa, cậu? Anh Bình, Hiền đâu rồi hả anh Bình? Dạ, tôi mới bước vô thì chỉ có mình cậu nằm chèo queo à. Tôi thấy cái lá thư của cô Hiền để lại trên bàn, tôi nghĩ có lẽ là cô ấy đã đi rồi cậu à. Nhưng Hiền đã đi đâu chứ? Dạ, cô ấy đi... Trời ơi, cậu đi đâu ông nội tôi cũng không biết nữa hả?
À, mà cậu ơi, bây giờ không thấy cậu đọc thư đi, xem coi có manh mối gì không. Anh Vinh hỡi à, quên đi những ngày ta đến trao câu ước nguyện đã vàng, nhưng nay lại lỡ làng, thì tôi xin hẹn kiếp lại sinh chúc mai tao ngộ bền câu sắc đình. Nỡ đành sao em không một tiếng tạ từ, ra đi để lại nỗi sầu cô đơn anh phải mang. Hiền ơi, dù chân trời góc biển anh cũng phải tìm cho bằng được em. Em ở đâu? Em ở đâu Hiền ơi? Em ở đâu? Cậu ơi cậu, cậu chạy đi đâu vậy cậu? Cậu ơi, chờ 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 tôi với cậu ơi.
Ủa, ai mà tự nhiên ngã xỉu vậy kìa? Cô ơi, cô. Hả? Cô Hiền. Trời ơi, cô Hiền. Trời ơi, cô làm sao ra nông nổi này? Cô Hiền ơi, tỉnh lại đi cô. Cô Hiền. Ai đó? Ai mà biết tên tôi? Bình. Tôi là thằng Bình nè. Anh Bình đây sao? Anh Bình. Tôi khổ quá anh Bình ơi. Trời ơi, tôi cũng đâu có ngờ là cô ra nông nổi này. Nhìn thấy cô mà tôi đứt từng đoạn ruột nè. Từ độ đó, rồi cô đi đâu, rồi ăn đâu, ở đâu, rồi sao cô lại đến nông nổi này hả cô? Còn cái bụng của cô sao nó vậy vậy? Anh Bình ơi, ngay từ cái đêm chia tay nơi chòi lá thì tôi đã nhẹ dạ trao cho anh Vinh đời con gái của mình. Và kết quả của cuộc tình như vậy là tôi đã mang thai. Trời ơi, không chồng mà bụng chứa dạ mang. Ôi cảnh phu phàng này, ai dày dò mãi tâm thần tôi. Trời ơi, rồi 8-9 tháng nay cô làm người sinh sống ra sao? Muốn lành anh Vinh nên tôi không trở lại xuống làng, cứ sống lang thang dù hang cùng ngõ hẻm, lấy lớp qua ngày, nhưng đến bây giờ thì xuất hiện tạm nơi. Trời ơi là trời ơi, sao ông ăn ở không có công bằng gì hết trơn hết trọi à? Ông đối xử quá bất công đến như vậy chứ không biết nữa. Cô ơi, cậu Vinh á, bị bà chủ ép buộc nên đã... Tôi đã biết và nhìn thấy rồi. Tại tôi bạc phận nên phải đành gánh chịu vậy thôi. Nhưng mà bạc phần gì mà bạc phần hoài vậy? Tôi tức quá à. Nếu mà có ngõ lên trời đó hả, tôi cũng dám lên trển hỏi ổng tôi ra lẽ cái chuyện này mới được. Mà cô nghe tôi hỏi nè, cậu Vinh có biết á, là đứa con ở trong bụng cô á, là do cậu tạo ra không? Hay sao mà cậu phải chấp nhận lấy vợ à? Anh Vinh không biết đâu anh à. Cũng tại tôi ngu thì tôi chịu, chứ có dám trách hờn ai đâu. Ai biểu quá hèn mà muốn cắm vào mình ngọc. Đến cuối cùng thì cũng là rác rưởi mà thôi. Cô Hiền à, cô đừng có trách cậu Vinh mà tội nghiệp cậu ấy. Trong cái chuyện này á, tôi biết mà, tôi chỉ tự trách mình thôi. Cô Hiền, rồi bây giờ cô định đi đâu? Tôi chưa biết phải đi đâu, chỉ lén về đây lần cuối. Nhưng mà tôi đâu có ngờ. Đau quá. Cô Hiền ơi, cô sao vậy? Bụng của tôi đau quá. Đau quá anh Bình ơi. Trời ơi, cô đau mà sao cô bấu tôi? Trời ơi, tôi cũng đau quá nè. Ủa mà sao cô đau bất tử vậy? Khoan, để tôi tính nha. Tôi tính là 1, 2, 3. Ủa, không, đã tới ngày rồi sao cô? Trời ơi, đau quá. Đau quá anh Bình ơi. Ui, đau da, tôi cũng bị đau nữa nè.
mà máu đau quá. Rồi bây giờ sao đây? Rồi đi liền. Anh đưa tôi đi đâu? Thì tôi đưa cô đi bệnh viện chứ đi đâu. À, không đa. Không được, không đa chở bà không được. Rồi, con rồi, xích lô. Sữa không đủ no, áo quần không đủ ấm. Nay đã đến ngày thôi nôi mà cũng không có được nồi chè để mừng tuổi của con. Con ơi, cũng tại mẹ con mình vô phước nên không được như người ta. Sau này con lớn, con đừng hận trách mẹ nghe con. Cô Hiền. Anh Bình, nhỏ, cháu nó mới ngủ. Anh Bình à, anh mới tới đó hả? Ủa cô Hiền, rồi khóc nữa. Thiệt tình 10 lần đủ chục mà. Cứ mỗi lần tôi tới là 10 lần cô đều khóc. Trời. Làm sao mà không khóc được anh? Thân làm mẹ như tôi, anh thấy có xứng đáng hay không chứ? Đến cái ngày thôi nôi của nó mà tôi cũng không lo nổi nữa. Thôi đi cô Hiền à, cô đừng có buồn nữa. Mỗi người đều có cái số mà. Phải chi lúc trước á, tôi đừng có thầy lai bày đặt đưa đường dẫn lối. Thì ngày hôm nay đâu có đến nỗi gì. Thôi bỏ đi anh Bình à. Mà nè, hôm nay anh tới tìm tôi có chuyện gì không anh? Ừ, cô không có chuyện gì. Sẵn tôi đi công chuyện á, cái tôi ghé tạc thăm cô với đệ tử vậy mà. Với lại tôi biết hôm nay là ngày thôi nôi của đệ tử phải không? Cho nên tôi mua ít đồ qua để phụ với tặng cho cháu nó vậy mà. Cảm ơn anh đã có lòng. Mà nè, đây là quà của anh hay là... Là thành ý của anh đối với con thôi em mà. Cảm ơn anh, nhưng con tôi nó không có vinh hạnh đó đâu anh Vinh à. Và tôi cũng nhắc cho anh nhớ, nó không có cha. Hay nói đúng hơn là cha của nó đã chết rồi. Hiền ơi, anh xin em hãy dằn cơn nóng, nghe giận nghe lời anh phân. Dù ta cách biệt nhưng lòng không phai, vẫn hướng về em với cả chân tình. Mong em hãy suy nghĩ tận tường, dù ta không duyên nhưng còn có nợ. Giọt máu này do anh đã tạo ra, em hãy cho anh có phần trách nhiệm. Chăm sóc con khờ chuột lỗi với em. Tôi chẳng nghe đâu, anh chớ nói thêm. Nên trở về mà vui vầy cuộc sống, cùng với người vợ đẹp giàu sang. Trời ơi sao ông nỡ gây thảm họa, tôi vẫn thủy chung chớ không hề vong phụ. Mong em xét lại anh nào dối gạt. Tâm sự nỗi lòng của cậu Vinh, tôi luôn biết được đem về không chi. Không ăn không uống cho nên ốm gầy, vô ra than thở như kẻ mất. Hiền ơi ngõ vắng tình yêu, để mình em đi về mà lòng anh đau nhói. Anh nghe cô đơn đang bao trùm vũ trụ, em tưởng anh vui sao trong hạnh phúc gia đình. Nằm trên giường cạo nếm ấm mà anh nghe như mình đang chịu cực hình. Nằm trên bãi trong gai, đời con người khi đã được yêu nếu không cực
trọn vẹn tình yêu thì coi như mình đã chết. Bên người đàn bà chăn gối từng đêm, anh vẫn ngỡ là anh cùng em âu yếm. Anh biết nói câu khi yêu mà tình yêu không trọn vẹn thì coi như đã chết. Thì tôi khuyên anh đừng nên tiếp tục làm cho người thứ ba thêm đau khổ. Nhưng anh vẫn yêu em mà Hiền. Phải đó cô Hiền à, tôi có thể xác định lời cậu Vinh là sự thật đó cô. Nếu được bên nhau để vợ thành mơ ước thì ta nên ước mơ mộng đẹp riêng mình. Con đã xa nhau khuyên người ơi, lòng dạ đàn bà sẽ hẹp lượng trong tình yêu. Nếu đổi lại là tôi thì tôi càng không muốn cho chồng mình như thế. Về đi anh đừng sai lầm thêm nữa, đời là ước một lần là đau khổ nghiền thu. Nhưng em cũng biết rằng lúc anh đi cưới vợ hoàn toàn là bị bắt buộc bởi ý của má anh mà. Còn bây giờ, nếu nơi suối vàng má anh biết được chuyện này thì tội bất hiếu của anh càng phải nặng hơn. Đúng, kể từ khi má anh mất đi, anh không có hạnh phúc. Hạnh phúc hay không là do nơi mình lựa chọn. Riêng tôi bây giờ thì đã hết rồi, hết tất cả rồi. Từ nay tôi mong anh đừng đến đây nữa. Anh hãy để mẹ con tôi có được một cuộc sống bình yên, và cũng đừng để tôi phải đau khổ thêm một lần bởi nhẹ dạ tin anh. Hiền, cô Hiền à, bây giờ thì tôi không còn giấu giếm chi cô nữa. Từ lâu những số đồ, những số tiền mà tôi tới lui giúp đỡ cô trong lúc cháu ốm đau và những lần cô túng thiếu đó là hoàn toàn do cậu Vinh cậu gửi cho cô đó. Anh Bình, những điều anh vừa nói hoàn toàn sự thật. Nhưng cậu Vinh, cậu kêu tôi đừng có nói gì à, đừng có nói lại cái chuyện cậu làm vậy đó. Cho nên tới nước non này tôi không có giấu được cái gì nữa, tôi phải nói thôi à. Trời ơi, anh Vinh, tại sao anh làm như vậy? Tại vì anh yêu em, và lúc nào cũng tưởng nhớ về em. Nhưng Vinh ơi, giấc mộng đã tan, tình cũ bay đi như làn gió thoảng. Thương nhớ chi anh chỉ thêm khổ lụy, ôm ấp tình si một mình luyến tiếc. Khi biết đôi ta đường không chung lối thì vẫn dương chi thêm nát tim mình. Nào anh cũng vẫn yêu em mà Hiền. Nếu như đời anh mà thiếu em, có khác chi thân cây khô cằn. Và như chim đàn xa bay kêu than, ngày nhớ đêm mong cô đơn lẻ bạn. Năm tháng dài quanh nhiều kỷ niệm buồn chắc. Quá đã đợi tình yêu.
Cô Hiền ơi, nếu còn suy nghĩ về nhau thì sao cô không để cậu Vinh thực thi cái quyền làm cha cho trọn đời, và không hổ thẹn là người đã tạo ra con mình mà không lo yên về thì tội lắm cô ơi. Tôi biết tôi làm như vậy là tôi quá hẹp hòi ích kỷ, nhưng sự việc bây giờ thì không thể nào được đâu anh à. Không được đâu mà. Được quá đi chứ, có gì đâu mà không được. Kìa, mình. Anh im đi. Dạ thưa mợ. Tao không phải là mợ của mày, thì khỏi cần mày phải thưa gửi gì hết đó. Nếu mày muốn thưa đó, thì đó, mợ của mày đó, cứ đến đó mà thưa mà gửi. Cho trọn đạo làm người, chứ tao có xứng đáng gì đâu mà gọi mợ gọi cô. Tao chỉ là tấm bình phong để cho mấy người thôi à. Mình à, mình giận mà mình nói như vậy. Nếu có gì thì ta hãy về nhà nói với nhau cho hợp lý hợp tình, chớ đừng ở nơi này lời nặng nhẹ quanh co. Tôi có nói gì đâu mà anh cho là nặng nhẹ chứ. Hay xỏ xiên móc quéo người nào, tôi học cao tôi hiểu rộng tôi biết nhiều mà, chứ đâu phải như phường tâm địa xấu xa. Miệng thì nói chăng qua nhưng thật ra là không có một chữ, đầu óc túi đen chẳng biết đo lường, nên họ có hiểu được đâu nỗi đớn đau sâu tận tim của kẻ mất chồng. Chị à, chị đa nghi nên buông lời trách giận, chứ thật ra chỉ là chuyện hiểu lầm. Tôi và anh Vinh chỉ là bạn bình thường, nên ảnh tới nơi này cốt là để viếng thăm. Chỉ thăm thôi, chỉ thăm thôi à. Nếu là tình bạn thì đâu cần phải lén lút như vậy, và cũng đâu cần ngọt mùi không lông, nói phượng nói đào bông bay yêu đương. Chị ơi thân tôi xô xí cưa hàng, đâu dám đèo bồng để ngó lên cao. Phương ơi thương anh xin em chớ nặng lời, bởi Hiền đó. Bây giờ thì cô hết còn gì để chối cãi nữa rồi chứ. Chính miệng chồng của tôi nói cô là người đáng được thương yêu mà. Phương à, cô nghe rồi chứ, cô nghe rồi phải không? Thảo nào gần cả năm trời chung sống, lúc nào anh cũng hờ hững đối với tôi, anh lạnh nhạt thờ ơ như là người xa lạ với tôi. Thì ra trong tâm não của anh đã có bóng hình một người đàn bà khác rồi. Phương à, em bình tĩnh mà nghe anh nói nè. Thật ra khi cưới em thì trước đó anh đã có mối tình vụng trộm với cô gái khác, và người con gái đó chính là... Là cô gái này, và giọt máu anh đã tạo ra nó đang nằm đó phải không? Thôi, tôi đã hiểu rồi. Cuối cùng thì tôi vẫn là kẻ đến sau mà, và là người đã đoạt tình yêu trên tay của kẻ khác. Phương ơi, anh xin em hãy hiểu cho anh. Anh không muốn làm cho cô ấy khổ đau, nhưng càng không muốn cho em đau khổ. Thôi, anh đừng nói gì thêm nữa. Tôi không muốn ai thương hại tôi hay là buông những lời an ủi tôi đâu. Tất cả hãy im hết đi. Anh Vinh, Vinh ơi, chỉ tại vì em yêu anh. Em yêu một anh sinh viên có dáng người phong nhà, nên khi nghe lời cầu hôn tôi đã vội vã rồi. Tôi vẫn phải cô đơn, có khác gì đâu một người quá khổ đơn côi. Nhưng buổi đi về người ta thì chồng đón chồng đưa, còn tôi cứ vậy mà một mình thui thủi. Anh ở kề bên
định như thế nào chứ? Anh không biết tính sao nữa. Anh rối trí quá. Chuyện đến nước này, anh chỉ có chết cho xong. Thôi được, nếu vậy thì tôi nói. Này cô, sau một năm chung sống và sau lần xét nghiệm thì bác sĩ đã cho biết tôi không thể có con. Vì vậy tôi đồng ý cho chồng tôi có thêm vợ lẽ để có con mà nối dõi. Phương, em nói thật lòng hả Phương? Nhưng với điều kiện. Điều kiện gì em cứ nói, anh sẵn sàng chiều em. Anh Vinh, em đồng ý để anh và cô ta nối lại tình xưa. Nhưng đứa con hiện thời của hai người khi làm khải sanh thì nó phải là con đẻ của tôi. Cho thật chín chắn rõ ràng, nếu cô đồng ý thì kể từ giờ này nó là con, còn tôi là mẹ ruột. Cắt đứt tình phụ mẫu từ đây, cô không được nhìn nó, càng không được tố lộ. Phương à, em nói cái gì mà nghe lạ? Con ai thì lại chẳng là con. Anh thấy điều kiện kia là hơi hẹp lượng, không nên cách ly tình ruột nghe thịt. Hay em nghĩ rằng trong những ngày sắp tới, vì con mà anh xem nặng nhẹ hai bên. Trong thế nhân thì có thể đo lường, lòng dạ con người thay trắng đổi đen. Cùng làm bạn gái với nhau thì cô ấy cũng nghĩ rằng ớt nào mà ớt lại chẳng cay. Đúng, chị nói rất đúng. Ớt nào mà ớt chẳng cay. Vì thế cho nên tôi không thể. Không thể từ chối chứ gì. Anh biết em sẽ đồng ý mà. Anh Vinh, em. Thôi được rồi, được rồi. Phương cũng tốt lắm. Chị em ở chung rồi sẽ hiểu nhau mà. Phải không em, hả Phương? Tùy nơi cô quyết định. Tôi có công chuyện phải đi. Nếu thấy được thì ngày mai ta sẽ tiến hành. Anh Vinh à, em cần anh đưa em đi. Được, em ra xe trước đi, anh sẽ ra ngay. Chào cô. Hiền à, anh biết lòng em không muốn, nhưng vì tương lai của con, em ráng mà vượt qua nghe em. Anh Vinh ơi, công chuyện của em gấp lắm mà. Anh ra đây mà. Hiền à, hãy vì con nghe em, nghe em. Anh đi à. Chẳng lẽ trong cuộc tình này tôi phải đánh đổi bằng nấm ruột của mình sao? Có lẽ cậu Vinh nói phải đó cô à. Đời người chỉ có mấy mươi năm để sống, ngủ một giấc sáng không có dậy à, coi như ngủm. Thế cho nên tôi khuyên cô hãy ráng chịu đựng cho qua, để lo cho thằng Nam về sau. Nếu mà cuộc sống qua lơ hàng, nó sẽ ra sao trong cảnh mẹ quá con côi? Nếu anh là tôi thì anh sẽ hiểu được tình mẹ thương con đến mức độ nào, biển cả khó lường. Tôi biết rằng tình mẹ bao la cao vời vợi tờ thái sơn, nhưng thương con đâu phải chỉ là gần bên để nó trưởng thành. Bởi số nghèo cô đã lận đận, đừng nên lụy đời sao. Thôi tôi đi nghe cô. Cô suy nghĩ kỹ nghe cô. Bởi tôi nghèo nên bị người ta xua đuổi. Cũng bởi tôi nghèo nên suốt cuộc đời
tôi chưa hưởng được niềm hạnh phúc, nên tôi không thể để lụy cho con tôi. Con ơi, con của mẹ, đời con phải được sung sướng. Con sẽ có cha, con sẽ được có cha mà. Giỏi, bé Nam giỏi lắm. Sao, hôm nay con đi học có ngoan không? Có được cô giáo khen không hả? Dạ có, hôm nay con học giỏi, được cô giáo khen. Giỏi lắm, bé Nam giỏi lắm. Trời ơi là trời. Ê thằng nhỏ mới xuống xe à, nó phóng nó chạy ào ào, làm tôi dí theo muốn hụt xì dầu vậy đó. À liêu liêu mắc cỡ, chú Bình lớn gì mà chạm lại con? Ý, chưa chắc à. Mày có ngon thì mày chạy lại không? Tại tao mắc dựng xe đạp chứ bộ à. Cỡ hai cha con mẹ tao cũng chấp luôn. Vậy thì hai đứa mình đua lại đi. Ờ đua thì đua chứ. Ý, mày mới nói cái gì vậy? Mày nói tao với mày là hai đứa mình hả? Đó, cho vừa lòng hả? Dạ anh. Già rồi mà chuyên môn hơn thua chứ con nít chi à. Tại nó rủ tôi trước chứ bộ à. Chú Bình nói láo đó. Thấy chưa, thấy không? Nè, không có được nha. Còn nhỏ không có được nói người lớn à, nói láo nha. Muốn nói là phải nói gì nè, tại chú Bình nói xạo đó. Người lớn mà dạy con nít vậy đó. Hồi nãy lúc chở con về á, chú Bình hỏi gì Hiền có để dành hai cái bánh ít. Rồi chú rủ con, một chút nữa khi về tới cửa, đứa nào tài chạy trước thì ăn, còn nếu thua thì phải nhịn xem. Nên tới nhà không phải chạy chứ sao, chú Bình đã thua. Tao chữa co thua. Con đã thắng rồi, chú nhịn thèm con ăn. Ê thằng nhỏ con đừng quá trơn, có ăn thì cũng một cái thôi, còn cái kia tăng hai thi xong rồi, đứa nào tài mới được ăn đua. Được, nếu vậy một hai ba, ai chạy trước thì ăn. Thôi thôi, chứ đua hai ba lần mồ hôi đầy hết chân. Đó, tại vì không cho, chứ con không muốn ngán chú đâu. Nè Nam à, con nghe dì nói nè, mai mốt nói chuyện với người lớn con không có được nói câu hai đứa mình nghe chưa? Vì câu đó là để nói với những người ngang hàng với mình đó. Dạ nghe. Con xin lỗi chú Bình, mấy mốt con không dám làm như vậy nữa. Tốt, biết lỗi mà xin lỗi thì mới đúng. Được, đứng đó chú sẽ cho. Ủa mà có lỗi đâu cho. Dạ, vậy thì hai cái bánh con cho chú một cái, chịu không? Trời ơi, tao tán thành ý kiến của mày á. Còn anh nói nghe, nó con nít á, mà anh nói cái gì đâu không hè. Thôi chú cháu vào trong rửa mặt rồi ra ăn bánh đi. Bánh gì để trên đầu tủ lạnh đó. Dạ thưa dì con đi. Chú Bình ơi, tụi mình bắt đầu chạy đi chú Bình. Chạy nha. Hai ba dạ. Úi da, trời đất ơi là trời, chết tôi rồi, chết rồi, trời đất ơi. Kìa chị Phương, chị có sao không chị? Nam à, xin lỗi mẹ đi con. Dạ thưa mẹ, con lỡ. Im đi mẹ, cái đồ khốn nạn, cái đầu con nít quỷ nè. Quỷ chị à? Quỷ. Chị, cháu Nam nó lỡ đụng phải chị, chị cho em xin lỗi nghe chị. Cô im đi, con tôi có quyền rầy, chưa đến lượt cô nói đâu. Ê cái thằng quỷ nhỏ, lại tao biểu mày. Dạ, lại đây. Dạ thôi cô không dám lại đâu, mày đánh con đau lắm. Trời đất ơi, cô tăng thịt ăn cái gì mày, sao mà mày sợ mày? Lại đây biểu mày. Nam à, lại mẹ biểu đi con, lại đi con. Dạ. Ê, sao tao kêu mày tới mày không tới, mà mày đợi người ta kêu nhắc nhở mày mới tới hả mày? Cái mất dạy nè, đồ mất dạy nè, đồ thứ con quỷ, đồ thứ con yêu, đồ thứ con trời đấy. Quýnh thì mày chết mày à mày luôn. Chết con rồi Hiền ơi. Chị Phương à, chị cho em xin đi mà chị, em lại chị mà. Quỷ giang ra đi, nó là con tôi có quyền đánh nó chứ.
Giang ra đi. Có đồ mất dạy nè, có đồ mất dạy nè. Tao bé ra mà tao khóc hỏng rồi. Mày chết mày chết mày luôn, mày chết mày luôn. Sao? Nếu nói như vậy cô cho tôi là tàn nhẫn vô nhân đạo lắm phải không? Ừ, tôi như vậy đó. Rồi ai dám làm gì tôi? Cô muốn gánh chịu thai đó hả? Được, nếu cô muốn thì tôi chịu. Thích thì mình chịu à. Thai nè, lanh chanh là thật lanh thật lẻ nè. Mỡ, mỡ à, đừng lại mỡ mà mỡ. Mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ hãy dừng lại những cái bàn tay và những lời nguyền sĩ giả. Giao ra đi mày. Tội của con đã đụng làm vô đồ của mẹ thì mẹ cứ đánh con đi cho hả dạ vui lòng. Chớ gì có tội chi đâu mà mẹ lỡ nặng lời. Mẹ đánh con mà gì lại khóc. Sao mẹ cứ đánh con hoài mà bụng chẳng thấy đau sao? Người ta thường nói có cha có mẹ thì hơn. Con cha con mẹ như đòn đứt dây. Mẹ con còn đây, cha con còn đó, mà con thấy như cha mẹ không còn. Nam, Nam ơi, con không được nói như vậy. Mẹ con giận, mẹ con sẽ đánh con đó. Mau xin lỗi mẹ đi con. Đi đi con. Con không có lỗi, con không xin lỗi. Bộ con nói không đúng sao? Con là con của mẹ con sanh đẻ, sao mẹ đánh con còn hơn kẻ thù nữa? Nam, con không được khổ. Mợ hiền à, thằng Nam nó nói đúng đó, thì mợ cứ để cho nó nói. Đứa nhỏ mới có 6 tuổi đầu mà nó biết nói lên những điều hay lẽ phải. Vậy mà có những con người đã già đầu mà chẳng nghĩ đến lẽ phải điều hay. Ê, ê, cái thằng quỷ, mày nói cái gì mày? Tôi nói người khôn 1 tuổi cũng khôn, còn người ngu ngốc vẫn ngu tới già. Trời đất ơi, cái thằng quỷ, tại sao bữa nay mày dám nói? Dạ thưa mợ, tôi chưa nói hết à. Mợ hãy nhìn con vật kìa, khi mợ đánh thì nó biết la. Đã là con người bằng xương bằng thịt, ngày nào cũng ăn đòn bổ không biết đau sao. Ê ê, cái thằng quỷ kia, bữa nay mày muốn hùa theo để nó móc nó méo tao đó hả mày? Tôi nói thật với mợ, nếu không vì cậu Vinh, không vì mợ Hiền và bé Nam, mợ cho tôi ăn vàng tôi cũng không có ở đây nữa. Nếu vậy thì mày có thể dẫn cái lũ này đi theo đi. Đi đi. Còn cô? Sao? Cô dám đi không? Đi theo nó đi, để mà ra chợ ăn mày. Chị Phương à, chị cứ yên tâm, nếu ý chị đã muốn thì tôi sẽ đi khỏi nơi đây. Nam, đi con. Cảm ơn nha. Mình đi đâu với dì Hiền? Đi đâu cũng được, miễn sao con tránh được những trận sôi đoạt khắc nghiệt như những năm qua. Vậy chú Bình có đi không chú? Ở đây cho tao học xoàn, tao cũng không ham nữa. Nam, chào mẹ rồi đi con. Mẹ, bộ mẹ đuổi con với dì Hiền thiệt hả mẹ? Ừ, tao đuổi đó. Đi đâu đi cho khuất mắt tao đi. Đồ chướng mắt quá, đồ bá dơ. Mẹ, mẹ ơi, con lại mẹ, đừng đuổi con với dì Hiền. Đừng con với dì Hiền ở đâu, ăn đâu hả mẹ? Con lại mẹ mà. Dán ra, dán ra đi. Nam, ôi dạ, mẹ sao con té đau quá. Nam, con có sao không con? Đau quá, chảy máu rồi nè. Nam, mình đi con. Hiền, em hãy đứng lại đó. Kìa, anh Vinh, anh đã... Phải, tôi đã nghe và mắt tôi đã thấy, thấy tất cả rồi. Anh Vinh à, em... Khốn nạn. Anh Vinh, anh đánh tôi à? Phải, tôi đánh cô. Tôi đánh cô vì cái tội quá mức hồ đồ, lòng dạ hiểm sâu, ác ngôn hơn loài cầm thú. Tôi đánh cô như thế này, coi cô có đau không? Khi ra tay hành hung người khác, tôi thật không ngờ. Tôi cứ ngỡ rằng bấy lâu nay chị em trong nhà vui vẻ, nhưng
ngờ đâu cô qua ý quyền, xem người ta còn thua kẻ ở. Tôi hung hăng nè, tôi lấn lướt tôi ý quyền, nhưng mà ai, ai đã gây cánh như vậy, anh tự mình xét lại bản thân đi. Kể từ khi có nó về đây, anh đối với tôi lạnh nhạt thế nào? Tôi cũng là vợ mà, sao nó lạnh đạm thờ ơ chứ? Không, tôi không bạc đãi cô, tôi không lạnh nhạt, tôi không thờ ơ. Lòng dạ của tôi vẫn trước sau như một. Anh nói dối, anh nói dối. Tôi không nói dối, tôi không hề. Cô có nghe không? Cô đứng lại. Hiền ơi, con đau quá à. Trời ơi, trời ơi là trời. Hiền, em, Vinh, em đã chịu đựng hết nỗi rồi, hết nỗi rồi. Vinh ơi, năm năm trời chịu đựng, những đi sĩ giả bao trận đòn roi, với em thì sao cũng được, nhưng với đứa bé như thế này đây, em không làm sao chịu nổi cánh trần. Chỉ đứng nhìn cô mà đau đớn cho trái. Em phải đi khỏi nơi đây, phải đi thôi anh Vinh à. Hiền em, em hãy nghe anh phân nghi dài nguồn cơn, đừng vì nông nổi mà khiến anh phải đau lòng. Thớt tình thì anh chẳng biết gì đâu, em đừng bỏ đi để anh phải đợi chờ. Anh hứa kể từ bây giờ sẽ lo lắng cho em. Đau quá ba ơi, bộ mẹ không thương con sao mà mẹ đánh con nặng tay quá gì vậy ba? Con, trời ơi, nghe tiếng con tên mà lòng mẹ nhói đau như đứt từng đoạn ruột. Con tôi ẩm trên tay cứ mang trong già, mà họ hành hạ thân tay không một chút thương tình. Không phải con của họ đâu, mà họ nghĩ cho mình. Họ đâu có mang nặng nề đâu, nên họ nào đâu hay biết lòng mẹ đau buồn nhìn con trẻ đơn đau. Con đã thân này tôi chẳng tiếng quán thân, nhìn giọt lệ con thơ lòng mẹ như ai xem. Có lẽ bi thương trên đời không ai thấy, nên suốt đời tôi nay lại Thu Hiền à. Chuyện đã lỡ rồi đừng buồn nữa em. Rồi đây anh sẽ cố gắng dàn xếp chuyện này mà. Để được gì đây? Rồi em sẽ khổ, hay là chị Phương sẽ khổ? Chuyện đó thì anh Vinh, anh Vinh à, ở đời điều cần nhất là phải trọng tình trọng nghĩa. Đừng vì một phút nóng lòng mà hành động thiếu nghĩ suy. Nhưng chị Phương thì chị ấy thật đáng thương, cùng là vẫn đàn bà như nhau, cho nên em rất nhiều tình dính. Riêng em dù có sao cũng là số phận trời đã dành cho nên phải cam đành. Hiền ơi, lòng dạ em qua bao la, trong sáng như pha lê và cao cả. Phương đôi với em quá hẹp hòi,
phải làm sao đi anh? Dù sao thì chị ấy có hôn phối, còn em chỉ là người đến sau mà. Khi về đây chung sống thì em đã nghĩ rồi, chẳng khác gì như kẻ làm dâu cho vợ lớn. Nếu như vậy thì sự công bằng ở đâu chứ? Ở đời, nếu nói đến sự công bằng thì ông trời cũng có tội nữa anh à. Nhưng mà anh... Thôi được, anh tính như vậy, em ở căn bên hông để khỏi phiền nữa, được không em? Như vậy cũng được. Bé Nam nó ngủ rồi, anh đưa con đây, để em bế vào trong cho nó ngủ. Thôi được, để anh giúp em. Đi con, vô trong ngủ nghe con. Ngoan ha. Anh ơi, mỏi mệt. Anh Bình, có chuyện gì vậy? Mệt quá, để thở một chút. Mợ ở đây, mà tôi tưởng mợ ở bên phòng hàng Nam. Tôi chạy vòng vòng, kiếm muốn chết. Bao nhiêu năm rồi, có bao giờ mà mẹ con tôi được ngủ chung đâu. Mà nè, có chuyện gì vậy mà anh tìm tôi có vẻ hối hả? Có mới tìm chứ. Tôi thấy hai anh em của mợ hai á đang xù xì với nhau cái gì á. Nếu vậy thì có mắc mớ gì tôi đâu. Có chứ sao không. Có, nhưng mà có chuyện gì? Cái chuyện như thế này nè, nó... Nhưng mà tôi không có nghe rõ lắm. Nhưng theo tôi á thì họ đang âm mưu, đang toan tính chuyện gì. Bởi đứng xa tôi không nghe rõ tận tường, nhưng biết chắc là điều không tốt sắp xảy đến với mợ đó nghe. Nên đề phòng lòng dạ hiểm sâu của con người, khẩu Phật tâm xà. Tôi cảm ơn anh đã thương mà nhắc nhở, chứ theo tôi thì chắc không có gì đâu anh à. Dù sao cũng chỉ em mà. Mợ thì mợ nghĩ như vậy, nhưng mà người ta thì có nghĩ như vậy đâu. Nè, mợ đừng có lấy cái tâm của mình mà so với tâm của người khác. Tới lúc đó đó hả, thì hậu quả sẽ khó lường lắm đó. Tôi nói thiệt nha, con người của mợ hai hả, tôi rành lắm mà. Dạ thưa mợ hai mới tới. Con người của mợ hai tốt lắm á, tốt vô cùng tốt á. Chính mắt tôi thấy rõ ràng luôn á. Bữa hôm đó có bạn xin tới xin tiền ha, cái mợ hai tôi móc ra cho 2,000 nè, rồi kêu bà ăn mày thối lại 1,800. Thôi nín giùm cái đi. Đàn ông cái gì mà môi mép quá trời vậy? Dạ thưa mợ, dạ môi thì tôi có chứ còn mép là tôi không có. Bây giờ mày đứng đây nói hoài hay sao? Đi ra. Đi. Yes sir. Quỷ à. Chị à, tánh anh ấy là vậy đó, chị đừng có giận. Chị Phương, mời chị ngồi. Để đó đi em. À, Hiền nè, trước đây á, chị có điều quá đáng, mong em hãy bỏ qua nha. Không sao đâu chị, thật ra thì em đã quên hết rồi. Chị biết em là người rất tốt mà, em không có bao giờ để bụng hết á. Chỉ có chị thôi à. Chị lòng đây chẳng nghĩ suy, nào biết gì đến nghĩa. Xem em như tớ như tôi trong nhà mà thôi. Giờ sang đây tỏ bóng đuôi đầu. Chị đừng nếu vậy thì tốt quá. Nếu được em bỏ qua đó nha là chị thấy vui rồi. Kể từ nay chị xin hứa là chị sẽ coi em như là em ruột của mình vậy đó. Không bao giờ chị đối xử tệ với em nữa đâu ha. Cảm ơn chị. Nếu thật tình là vậy là đời em diễm phúc lắm rồi. Trời ơi, sao lại không thật tình. Rồi đây em sẽ thấy. Nè Hiền à, để nói lên lòng thành tâm, chị thấy em không có được khỏe,
cho nên chị có nấu một nồi nước mát để uống trước khi đi ngủ đó mà. Chị mang qua cho em một ly để em uống nè. Em có biết không, cái loại nước mát này nha, nó rất là bổ đó em. Dạ, em cảm ơn ý tốt của chị. Không có gì đâu. Nè, uống đi em. Dạ, dạ được rồi, chị cứ để đó cho em. Chút khi đi ngủ em sẽ uống. Nhưng mà phải nhớ uống à nha. Vậy chị để đây nha. Nhưng mà nhớ nha, nhớ phải uống nha. Không uống hả là phụ công của chị lắm à nha. Dạ, em nhất định sẽ uống mà, chị cứ yên tâm. Vậy chị về nha, nhớ uống nghe không cưng. Em chưa ngủ à? Ủa, anh đi làm mới về đó hả? Ừ. Anh về bển chưa vậy? Chưa em à, hôm nay đi làm về trễ nên anh ghé tạt ở đây. Hiền à, chuyện xảy ra lúc trước á. Nè, em cấm anh nghe, anh không có được nhắc lại những chuyện cũ nữa. Em cho anh biết, chị Phương giờ ở đây. Vậy à? Em và chị ấy đã giải tỏa xong những chuyện hiểu lầm cũ rồi. Em nói thật hả em? Em nói thật. Tốt, nếu như vậy thì tốt lắm em à. Coi anh kìa, mừng ra mặt như vậy đó hả? Mừng chứ sao không em, vì ngày mai là ngày sinh nhật lần thứ 6 của thằng Nam. Nếu cả gia đình vui vẻ thì ngày mai đây cả nhà ta sẽ vui tươi và đầm ấm, hạnh phúc tràn đầy trong ngày sinh nhật của con, thì hỏi sao không vui mừng. Anh Vinh nè, em rất là biết nể anh ghê đó. Kể cả ngày sinh của con mà anh cũng nhớ luôn. Anh đã lưu vô chuyện bên ngoài xã hội, vậy mà chuyện gia đình anh vẫn lo toan. Thằng Nam lớn lên nếu biết được chuyện này, chắc nó thương anh nhiều hơn em. Anh được làm cha và được nghi làm chồng, đó cũng là nhờ nơi em. Sao lại nhờ em chứ? Bộ anh nói không phải sao? Chính em đã mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng cho thằng Nam nó lớn. Và nếu em không suy nghĩ mà làm chuyện điên rồ thì ngày giờ này anh có được làm chồng làm cha không chứ? Anh à, sao bỗng nhiên hôm nay anh lại nhắc chuyện cũ, Rồi nhắc điều ân nghĩa với em chứ? Phải nhắc chứ em. Cũng cái đêm này của 6 năm về trước, em đang quặn đau bởi đứa con trong bụng mẹ sắp chào đời vang tiếng khóc. Nhưng anh lại không được kề bên để cùng san sẻ bao nỗi đớn niềm đau của người vợ chung tình. Khi vừa hay tin anh như vợ nạt tim mi mình, anh muốn gào thét to cho đất trời sụp đổ để anh chết cho rồi chứ sống làm. Mình đang lên đến giữa biển mà mình lại ung dung tự toại. Anh gọi cao xanh nhưng trời cao vời vợi, đứng dưới đất bằng nhưng nào ai có thấu. Bỏ đi anh, chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì. Đúng ra lúc đó chuyện đâu phải do anh. Nhưng nếu lúc đó anh cứng rắn với mẹ thì em đâu phải khổ thân. Dù sao thì mẹ cũng đã chết rồi, hãy để cho người nó chín suối được ngủ yên đi anh. Hiền em, lời em đầm đà anh nghe chứa chan trong lòng. Bao đớn đau đời em chua xót, mà em nào đâu than phiền muốn lời dần hơn. Than phiền sẽ được gì đấy, bởi mỗi người đều có số. Giả lại đã là mẹ cha ta không thể giận hờn. Nếu nơi suối vàng mà mẹ cha được nghe lời dâu con nói, chắc người sẽ yên lòng và an nguội biết bao. Thức đêm mới biết đêm dài, lâu ngày dài tháng anh càng yêu nhiều vợ anh. Ây cha, trời hôm nay sao nóng nực quá à? Có nước gì uống không em?
Quên nữa, có ly nước mát này nè, anh uống đi anh. Nước mát do em nấu đó à? À, thì cứ cho là vậy đi. Uống đi, uống rồi về ngủ hả? Được, anh sẽ uống. Uống xong rồi ngủ. Nhưng mà hôm nay anh sẽ ngủ ở đây chứ không về đâu à nha. Ủa, sao lạ vậy? Sao nay lại ngủ ở đây? Vợ chồng mình lâu quá không được ngủ chung. Thứ Phi à, bữa nay Trẩm sẽ ở bên nàng cho đến hết đêm nay được không? Thôi, tiện thiếp xin vâng lời bệ hạ. Bệ hạ hãy uống cho hết ly nước mát này rồi vô ngủ, khuya lắm rồi. Được, ta uống đây. Ngon quá, nước em nấu ngon quá à. Anh uống hết ly mà còn muốn uống nữa đó nghe. Nếu muốn uống nữa thì về bên Chánh Phi mà uống. Vì nước này là của chị Phương nấu đó, rồi mang qua tặng cho em đó. Ủa, vậy hả? Nếu vậy thì đêm mai anh sẽ về bển uống, còn đêm nay thì anh sẽ ngủ ở đây với em. Em chịu không? Em sẽ há ru cho anh ngủ hả? Ngủ đi anh. Nắng chiều, nửa bãi chiều rơi, vườn hoàng chim nữ xếp đôi lá sầu. Rơi buồn con nhìn giấc mơ, anh ơi hãy ngủ. Em hầu quạt bóng hình em không hề phai lặng trong anh. Hiền ơi, em đâu rồi Hiền ơi? Em ơi, không biết giờ này em nơi đâu. Hiền ơi, qua thoáng khắp phương để tìm em người bạn chung tình. Hiền ơi em ở nơi nào, hai ngã kia lìa mà lòng anh chẳng quên. Hình bóng em cứ vương trong đời anh, trên khắp nẻo đường lang thang kiếm em. Em ở đâu thấu chân lòng anh. Hiền ơi em đâu rồi? Hiền ơi anh đã mỏi mòn lắm rồi. Của người xưa, anh Vinh, anh đâu rồi? Anh Vinh, kìa, Hiền em, tại trong tay mà em ngỡ như là thiên bao. Lòng vẫn tràn lặng
ta đến bên nhau bằng câu ái ân nồng thắm cho ấm con tim trong đêm giá lạnh mưa. Phải, hạnh phúc quà lớn niềm vui đang quay về với chúng ta sau một thời gian dài cô lẻ. Hiền, em nhìn kìa, màn đêm muôn ánh sao giăng đầy như cùng nhảy múa vui tình ta gắn bó không hề xa. Rồi mợ nằm mơ nữa rồi. Mợ à, tỉnh tỉnh lại mợ. Mợ ơi, mợ. Giang Sa, mày Giang Sa, hãy để tao đi cứu chồng của tao. Mợ. Giang Sa đó. Thì không lửa hồng đang thiêu, nó đang thiêu cháy, thiêu cháy chồng tao mà mày đứng đó nhìn được hay sao? Mợ ơi, mợ nên bình tĩnh lặng gì. Chuyện xảy ra 20 mấy năm mà cứ sao mợ cứ vương vấn hoài vậy. Mợ tỉnh lại đi. Mợ ơi, mợ ơi, mợ có nghe tôi nói không nào? Anh biểu tôi quên, quên làm sao cho được đây trời. Chồng của tôi bị họ giết rồi, con cũng không còn thì tôi sống với ai đây? 20 mấy năm qua tôi và mợ tha phương khắp cả mọi miền, mong mợ sẽ quên được sự đời, nhưng đến giờ này mợ vẫn thế mà thôi. Anh Bình, tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Vì vừa rồi tôi trải qua cơn ác mộng, cơn ác mộng rất kinh hoàng, đến nỗi khi tỉnh giấc tôi vẫn không định thần được, nên tôi
bỏ đi mợ. Tôi biết mợ cũng rất khổ đau. Hai mươi mấy năm qua vì ám ảnh chuyện này mà mợ lúc tỉnh lúc mê, có lúc thì nói chuyện láp chát một mình, không khác gì người bị bệnh tâm thần. Nên tôi không có trách mợ đâu. Phải, có những lúc tôi cũng muốn mình điên cho rồi, để không còn vướng bận những chuyện đời trắc ẩn. Mợ à, làm người thì phải biết vượt qua những cái khó. Theo lời bác sĩ nói, mợ vì một sự kinh hoàng ám ảnh mà thần kinh không có ổn định. Thuốc chỉ giúp cho mợ được nửa phần. Còn bệnh của mợ có qua được không? Nửa phần còn lại là do tinh thần của mợ đó. Tôi cũng muốn quên lắm chứ, nhưng càng muốn quên thì tôi càng thấy nhớ bởi hình ảnh người chồng và đứa con lúc nào cũng quanh quẩn bên tôi. Cậu Vinh thì đã chết, còn thằng Nam thì không biết trôi dạt phương nào. Tôi có hỏi thăm, nhưng nghe đâu sau ngày giải phóng họ đã di tản sang nước ngoài rồi. Sang nước ngoài rồi à? Vậy là coi như đã hết tất cả rồi. Thằng Nam là niềm hy vọng lớn lao nhất đời tôi, nay nó không còn thì coi như đời tôi tuyệt vọng. Anh muốn gì để sống ở trần gian? Của người mẹ mất con đêm ngày sầu nao. Nhưng nếu bảo tôi ngồi yên để nhìn mợ than vãn khóc lóc thì dạ của tôi không thể vâng lời. Mợ đớn đau tôi cũng đau đớn thua gì. Sự thế tình đời tôi đây đều biết gì, có người mẹ nào mà chẳng sống vì con. Nhưng căn bệnh nhặt nghèo mợ phải cố vượt qua. Nếu mãi suy tư tôi sợ rằng chuyện không lành sẽ đến. Mợ có về gì thì tôi đâu biết, phải làm sao khi nghèo sát nghèo sơ. Nam ơi, con đang ở đâu? Con có biết là mẹ nhớ con lắm không? Bên ít nhân dừa mẹ để dành cho con về ăn. Nhưng con đi đâu mà không về với mẹ? Nam ơi, Nam ơi. Mợ, đó, thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, cứ suy nghĩ nhiều rồi bây giờ lại nói chuyện du dơ hoài. Nam ơi, con đang ở đâu? Con đang ở đâu Nam ơi? Con ở đâu Nam ơi? Mợ à, mợ hãy bình tĩnh lại đi. Thế nào mình cũng gặp lại nó mà. Gặp lại nó? Không, không thể nào gặp lại được nó đâu. Chồng tôi chết, con tôi mất, tôi còn sống có ý nghĩa gì nữa đây? Tôi không muốn sống, tôi không muốn sống nữa, tôi không muốn sống nữa. Mợ, mợ à, mợ chạy đi đâu vậy mợ? Mợ chạy đi đâu vậy? Mợ, mợ coi chừng xe. Mợ. Trời ơi, chết rồi. Xuống xe mau lên. Máu ra nhiều quá. May quá bà ta còn sống. Mau bồng bà ấy lên xe, đưa đi tới bệnh viện gấp. Bà ấy đã tỉnh lại. À, may quá mợ tôi tỉnh lại rồi.
đang ở đâu đây? Tôi tưởng tượng như mình đã ngủ một giấc thật dài. Hả? Mấy cái bánh ít nhân dừa đâu rồi? Đó đó đó, cậu thấy không? Hai mươi mấy năm rồi, hãy ngủ thì thôi mà tỉnh lại thì nhắc đến bánh ít nhân dừa. Vì ngày xưa con của mợ ấy rất thích ăn loại bánh đó. Cậu biết á, khi tỉnh thì thôi, mà khi bần thần là luôn miệng nhắc đến loại bánh đó. Anh Bình, không đâu anh. Bây giờ thì không phải nhắc trong cơn mơ trí loạn tâm cuồng nữa đâu, mà tôi nhắc thật sự bằng trí nhớ và tấm lòng của một người mẹ nhớ thương con. Mợ, mợ ơi, chẳng lẽ mợ đã... Mà mợ, bà ấy đã tỉnh thật rồi. Ồ, nếu vậy thì may quá. Mợ à, còn đây là cậu thanh niên đã đụng xe vào mợ gần một tháng trước, và cũng chính cậu ấy là ân nhân đã cứu mợ thoát khỏi bệnh tình đó. Chắc có lẽ là mợ đói rồi phải không? Để tôi đi mua sữa cho mợ uống nha mợ. Có lẽ nào tôi đã loạn trí trong thời gian qua sao? Dạ thưa bà, theo lời của ông ấy nói, bà sống trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê đã 24 năm rồi đó bà. Hả? 24 năm rồi sao? Vậy là thằng Nam nó đã 30 tuổi rồi sao? Thưa bà, trong lúc mê man, tôi thường nghe bà nhắc đến tên Nam. Có khi bà gọi tên anh Vinh nào đó. Bà có thể cho tôi biết sự quan hệ của bà và hai người đó ra sao không hả bà? Thằng Nam, nó là con của tôi. Còn anh Vinh, anh Vinh với tôi, anh ấy là người chồng máu mủ. Trọn lòng không hề dối gạt, nhưng sao duyên nợ của chúng tôi ngắn ngủi vô cùng. Nhưng ngắn ngủi thế nào bà có thể nói rõ được không? Không, trận lửa hồng đã tàn thiêu rồi, đốt hết bao niềm cao xanh nở sẫm bài. Lúc mới gặp bà, bỗng nhiên lòng tôi dâng lên niềm quyến luyến, và thấy như có một thứ tình gì đã giữ mãi chân tôi. Có lẽ vì thấy tôi già cho nên cậu đem lòng thương hại mà thôi. Không đâu bà ơi, ở con người nếu nuôi lên tình thương hại thì nó khác hơn lòng thiện cảm xuất phát của con tim. Nên khi gặp bà đây tôi nghe như có một cái gì lưu luyến ở trong. Mái tóc đêm sương gương mặt hiền hòa, nó đã biểu hiện cho tôi thấy một cuộc đời khắc khổ của một người mẹ già sống lam lũ vì con. Từ nhỏ đến giờ tôi sống trong cảnh giàu sang, nhưng tôi vẫn hình dung sự cơ hàn của thời quá khứ. Tôi muốn tìm về kỷ niệm để hiểu bản thân, nhưng chỉ là kẻ dương trần chứ đâu phải là tiên thánh. Bà tôi thì chẳng còn ai, cha tôi thì đã chết. Cứ mỗi lần tôi hỏi thì má tôi cứ trả lời:
sống hôm nay thì biết hôm nay, cần gì tìm hiểu quá khứ. Cũng có người một khi đã đi lên rồi thì họ đâu cần ngó về quá khứ chứ. Nhưng với tôi thì rất cần quá khứ, dù một quá khứ thê lương hay sáng lạng huy hoàng. Bởi làm người thì ta phải biết cội, biết nguồn. Nên khi nhắc đến cái bánh ít những dừa bà đã để dành cho con ăn, tôi nghe chạnh lòng và chợt thèm nó làm sao. Có lẽ lâu lắm rồi tôi chưa dùng qua bánh ít. Cuộc sống giàu sang nơi xa qua đô hội, nhưng vẫn không biết gì đến sự thế xung quanh. Những điều cậu nói ra tôi thật là khó hiểu. Dù cho cậu giàu sang, nhưng chuyện giao tiếp với xã hội bên ngoài thì cậu có quyền chứ. Nhưng với má tôi thì khác. Bà lại cấm đoán đủ điều, từ miếng ăn giấc ngủ, mỗi bước đi ra đường đều có kẻ đón người đưa. Nhất là giao tế với người bên ngoài, bà lại khắt khe hơn nữa. Có lẽ mẹ cậu vì thương cậu cho nên lo vậy thôi. Không đâu, theo tôi á thì má tôi đang giấu một chuyện gì thì phải. Không có lẽ như vậy đâu cậu à. À nè, bà có biết không, ba tôi cũng giống như chồng của bà. Ba tôi cũng bị chết trong cảnh hỏa hoạn. Hả? Chết trong hỏa hoạn à? Đúng. Chuyện xảy ra cũng từ lâu lắm. Vào một đêm hè oi bức thì trận hỏa hoạn đã thiêu chết bà tôi. Theo lời má tôi thì có kẻ đốt nhà, mà người đó chẳng là ai hơn là vợ bé của ba tôi. Bởi từ khi trận hỏa hoạn xảy ra, bà ấy trốn biệt lấy đi một số vàng, đó là tài sản của cha già mà ba nỡ cướp đi. Vậy có bằng chứng chi mà cậu đủ tội cho bà là kẻ đốt nhà? Hai chỉ đoán mò rồi vui kết án quan. Nếu mà bị quan sao phải trông đi biệt tích ngay đêm cháy nhà, mà tôi phải khóc lóc đêm ngày vì cái chết của ba tôi. Nếu là như vậy, cậu cho tôi biết ba má cậu tên gì, nhà ở phương nào, biết đâu tôi có thể giúp cậu tìm ra hung thủ, gây ra cảnh hỏa hoạn năm xưa. Bây giờ cậu hãy nói đi. Còn cậu tên là chi? Thưa bà, tôi tên Nam, Nguyễn Vinh Nam. Con ba của cậu có phải là Nguyễn Tấn Vinh không? Dạ đúng. Ồ, sao bà lại biết ba tôi? Tôi biết chứ, tôi biết rất rành nữa kìa. Tôi còn biết cả ngày sanh tháng đẻ của cậu nữa kìa. Cậu sanh ngày 6 tháng 3 năm 1965, có đúng như vậy không? Dạ đúng, đúng. À, nhưng sao bà lại biết rành về tôi quá vậy? Vì tôi là cái người mà thiên hạ ghép cho cái tội phóng hỏa đốt nhà năm xưa nè. Thì ra bà là bà đây sao? Nhưng tại sao bà lại làm như vậy? Tại sao vậy? Bà ích kỷ, bà tham lam, bà phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi.
Bà nỡ cướp đi một người cha mà tôi thương yêu duy nhất. Bà tàn nhẫn lắm. Bà tàn nhẫn lắm, bà có biết không? Không, không. Tôi không tham lam, tôi không ích kỷ, tôi không phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Mà chính họ, chính họ đã giết chết đời tôi. Và họ còn cướp đi của tôi một đứa con, đứa con mà tôi thương yêu nhất. Họ đành tâm cách tình mẹ con tôi đành. Ai thấu giùm chăng tôi đêm ngày khóc đợi con khờ. Trào dâng lệ rơi chàng chưa khi nhìn thấy con. Cần tiếng muốn kêu nhưng miệng tôi chẳng được thành công. Hỡi ơi con khờ đứa con mẹ yêu thương nhất. Đứng bên mẹ hiền những lời muôn trùng. Bà nói chuyện nghe khó hiểu quá. Ai là con của bà? Còn bà là mẹ của ai? Bà nói đi, bà nói đi. Cái hạng người như bà mà cũng nói lên tình mẹ được hay sao? Đồ giả nhân giả nghĩa. Nam ơi, con đừng nói lên những tiếng giả nhân với người đàn bà đã chịu nhiều đau khổ. Một người đã chịu lắm nỗi bị ai trong suốt cuộc đời sống trên dương thế là để cho con mình được bình yên hạnh diện với bao người. Nên bà ấy đã hy sinh chịu cảnh ưu phiền, mang con cao cho người và chịu lời suốt cuộc đời mình chẳng được nhìn con. Dù biết rằng làm như vậy là bà đã nát cả con tim, nhưng bởi cảnh đôi nghèo nên đành cam chịu về làm bé cho người mà chẳng khác làm dâu. Hễ thốt một câu là bị đòn bị đánh. Thật ra ông đang nói chuyện gì của ai đây? Ai bé, ai lớn, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Nếu cậu muốn hiểu thì hãy nghe đây. Ba của cậu trước khi cưới vợ thì đã tò tí cho con gái ở đợi trong nhà. Đến khi cô gái ấy có mang thì bà nội cậu vì hai chữ sang hèn đã đuổi cô gái ấy ra đi. Ba cậu cưới vợ về thì chẳng hợp với nhau, vì lòng không có được người tình năm cô. Nên đã kinh đau sai tôi nhiều lần giúp đỡ cho mẹ con cô ta hồn. Nhưng người vợ cưới xinh đã lần theo và biết rõ sự tình, biết có cản ngăn thì cũng là vô ích, nên đã thuận cho họ nói lại nguyên xưa. Nhưng với một điều là phải giao đức đứa con cho họ khai sanh là con của họ đẻ. Bởi muốn con mình có tương lai sáng dạng nên cô ấy đành lòng chịu làm bé người ta. Những chuyện tôi vừa mới kể thì người vợ bé đó là người đàn bà này đây nè. Còn người vợ lớn là người mà cậu đang kêu là mẹ. Và chẳng lẽ đứa bé đó là... là con, là con đó Nam mà. Trời ơi, có lẽ nào đây là sự thật của đời tôi. Chuyện đã lâu thì má không trách con không nhớ, nhưng con cố gắng nhớ lại. Năm con lên 6 tuổi, con thường quấn quýt bên người mẹ, mà con phải gọi là dì Hiền.
và con thường nồi ăn bánh ít nhân dừa đó. Con còn nhớ không? 24 năm sống trong trạng thái tỉnh mê, người mẹ đáng thương kia lúc nào cũng để dành bánh ít chờ cho thằng cu Nam nó ăn đó. Cậu biết không? Cậu có biết không? Trời ơi, quá khứ hiện về bên tôi trong gang tấc, người mẹ hiền lương đã vì tôi phải chịu trăm ngàn trái đắng. Nhưng tôi nào biết nào ấy cứ nhận nhớ trong cuộc sống an nhàn. Khi mẹ già thì càng không đúng. Nhờ có trời cho nên mẹ mới tìm được đứa con. Mà trong đời mẹ, mẹ coi như là mạng sống. Mẹ, còn chuyện phóng hỏa đốt nhà năm xưa là sao hả mẹ? Đêm đó dì của con đến nhà mẹ, nói lên những lời xin lỗi và đem theo ly nước mát cho mẹ uống. Nhưng thật không ngờ trong ly nước đó có thuốc ngủ, nên khi ba con đến thăm mẹ, vô tình đưa ba con uống. Nên khi hỏa hoạn xảy ra, mẹ còn tỉnh nên người ta cứu được mẹ. Còn ba con mê man nên đã rủi mình trong lửa đó. Thế kẻ phóng hỏa đốt nhà là ai hả mẹ? Không ai xa lạ, chính người đàn bà mà cháu đang gọi là mẹ đó. Nhưng thủ đoạn ác độc hơn nữa là thằng Phong, anh của bà ấy. Chính nó đã bày mưu sắp kế phóng hỏa đốt nhà rồi vu khống tội cho má cháu. Trời ơi, có thể như thế được sao? Tôi phải gọi hai người tới đây đối chứng sự thật mới được. Hai kẻ sát nhân đó có về à? Hiện giờ chúng ở đâu? Họ đang ở khách sạn. Chú định làm gì họ? Chú sẽ không giết họ đâu. Nè, nếu con muốn tìm hiểu sự thật thì hãy gọi điện thoại đến khách sạn, nói là đã tìm được kẻ phóng hỏa giết cha và mời bãi đến đây nhận diện. Còn phần sau chú sẽ có cách. Nhưng mà còn phần của cháu đó nha, là cháu hãy tạm đánh mặt vào trong màn theo dõi. Được, cháu sẽ làm theo ý chú. Và cháu cũng muốn biết rõ sự thật về cuộc đời của mình. Cháu đi ngay đây. Mợ Hiền, mợ hãy bình tĩnh khéo léo đối phó nha, và tìm cách cho nó lộ ra chân tướng. Còn tôi sẽ đi lo kế hoạch hai. Chú đi đi. Cầu trời cho mọi việc sẽ được phân bài. Phòng này hả chú? Dạ. Chào bà. Chào ông. Thì ra bà vẫn còn sống đó. Ủa, còn thằng Nam đâu rồi? Nè bà, bà có thấy người thanh niên nào ở đây không? Tôi không biết ai cả. Được lắm, ương ngạnh lắm. Tôi không ngờ lại gặp được bà. Tôi không làm điều gì tội lỗi thì tại sao tôi không dám trở về chứ?
Tôi chỉ sợ bà sang nước ngoài rồi ở luôn bên đó, thì bao nhiêu oan ức trọn kiếp tôi phải mang. Cái gì? Phóng quả giết người cướp của mà mày cho là oan ức à? Ai phóng quả đốt nhà thì tự người đó biết lấy. Còn tôi không làm chuyện bất nhân đó thì tôi chẳng phải hổ thẹn với lương tâm, chẳng phải sợ trời tru đất diệt. Ông trời tuy ở trên cao nhưng vẫn thấy rõ trước sau. Thật hổ thẹn thay cho con người lòng đen như mực, giết chồng rồi vu oan cho kẻ khác vào thay. Mày im đi, mày có chứng cứ gì mà đổ tội cho tao? Ly nước mát năm nào thì mang đến cho tôi. Thật ra bên trong có một liều thuốc mê cực mạnh, cố tình là muốn giết tôi, nhưng không ngờ người chết đấy là anh Vinh. Tôi biết chị muốn giết tôi chứ không phải là anh Vinh. Nhưng đến khi anh Vinh chết rồi thì chị lợi dụng chuyện đó cướp hết tiền vàng rồi đổ tội cho tôi. Nhưng rất may lúc đó có người tốt bụng đã cứu tôi thoát khỏi bàn tay nham hiểm của chị. Tao không ngờ mày cũng biết khá nhiều đó chứ. Nhưng bây giờ thì ai sẽ tin mày đây? Mày lấy chứng cứ gì để kết tội tao? Đúng, mọi việc lúc đó là tao đã làm đó. Thì sao? Ai sẽ tin mày? Kể cả đứa con của mày sanh đẻ giờ đây nó cũng hận mày đến xương tủy, vì nó nghĩ rằng chính mày là kẻ giết cha của nó. Không, nó là con của tôi, nó sẽ hiểu và tin tôi. Cái gì? Nó là con của mày à? Buồn cười thật. Trên mặt pháp lý giấy tờ nó là con của tao, thì mày đã lấy gì để nhìn lại đứa con đó? Nói tóm lại là mày thua chắc rồi. Xin chào nhị vị. Hả? Bình? Đúng, tôi đây. Nhưng không phải có tôi mà còn có thằng Nam nữa kìa. Hả? Chưa hết đâu, còn có công an và bảo vệ của bệnh viện đã âm thầm để cho bà vào cái bẫy này. Cái gì? Ơ kìa, mấy chú, trời đất ơi, mấy chú làm ơn bắt nó giùm tôi đi. Chính nó đó, nó đã đốt nhà, nó giết chồng tôi và cướp của tôi đó. Nó đó chú ơi, chú bắt giùm tôi đi chú. Phương, những lời nói của bà giờ này không có giá trị bằng cuốn băng ghi âm mà chúng tôi đã thu được nãy giờ. Hả? Không lẽ các chú phải. Thế là tang chứng vụ giết người đốt nhà 24 năm trước đã có đủ. Mời hai người theo chúng tôi về cơ quan để trả lời trước pháp luật về những hành động của mình. Trời ơi là trời. Nam, Nam ơi, cứu má đi Nam, cứu má đi con. Không, bà không phải là má của tôi, vì tôi đã hiểu rõ trắng đen sự thật. Trời ơi, chết anh rồi em ơi, chết anh rồi Phương. Trời ơi, chết em rồi anh Phong ơi. Xin mời tất cả theo tôi. Mẹ của con, kể từ ngày hôm nay con đã tìm được người mẹ ruột của con rồi.